Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Chủ Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Thời gian ngày 21 tháng 4 năm 2010 Chuyển ngữ Bửu quan Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh Đức Phong và Huệ Trang Tập 17 Xin xem vô lượng thọ kinh giải Trang 16 Dòng thứ tư đếm từ dưới lên Đại Thánh Thùy Từ đặt lưu thử kinh Kinh vân, đương lai chi thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặt lưu thử kinh, chỉ trụ bách tuế kỳ hữu chúng sanh trị tư kinh giả tùy ý sở nguyện giai khả đắc độ chúng ta xem đoạn này kinh dân Phẩm 45 Tức phẩm Độc Lưu Thử Kinh trong kinh Vô Lượng Thọ Có một đoạn nói như vậy Đương lai chi thế Là nói về tương lai Trong thuở Thích Ca Mâu Ni Phật Tài Thế Ngài Thuyết Pháp đã nói tới tương lai Thời tương lai ấy rất xa sáng nay tôi đã nhận lời mời tham dự chuyên mục phỏng vấn của đài truyền hình phượng hoàng đề tài cho lần phỏng vấn này là thảo luận về vấn đề tai nạn có thể thấy là hiện thời trong ngoài nước vấn đề này đều được phổ biến coi trọng trước đây chúng tôi ở ngoại quốc rất ít bàn tới vấn đề này năm nay tôi tham dự cuộc phỏng vấn năm tôn giáo tại úc bàn tới vấn đề này họ hỏi chúng tôi phật giáo có cách nhìn như thế nào đối với vấn đề này dùng phương pháp gì để đối phó sáng nay cuộc phỏng vấn của đài truyền hình phượng hoàng cũng nhằm bàn thảo chủ đề này người ngoại quốc nói tới tận thế người trung quốc không nói quả thật mấy ngàn năm qua trung quốc là đời thái bình hưng thịnh là đất nước bình trị trên toàn cầu được mọi người hết sức tôn trọng kính phục trong phật pháp càng chẳng có tận thế đức phật nói Đường, Đường lai chi thế, kinh đạo diệt tận, tức là trong pháp dẫn, pháp dẫn pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến cuối cùng, kinh điển nhà Phật cũng bị tiêu mất trên thế gian này. Lúc nào vậy? Kinh dạy chúng ta Chánh Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật là một ngàn năm, tượng Pháp một ngàn năm, mạc Pháp là một dạng năm. Vì thế, Pháp dẫn là một dạng hai ngàn năm. Nói theo cách bây giờ, sự giáo hóa của Đức Thế Tôn có sức ảnh hưởng trong một thời gian dài như thế. Về không gian, nhục nhãn của chúng ta có thể thấy toàn bộ địa cầu nhưng nhục nhãn chúng ta chẳng thấy được sức giáo hóa của Đức Phật trọn khắp những chiều không gian khác biệt, thường được gọi là mười pháp giới. Vì thế pháp dẫn của Thích Ca Mâu Ni Phật tồn tại trong thời gian dài như thế. Trong 9.000 năm của thời mạt Pháp, mạt Pháp đã trôi qua 1.000 năm rồi. Trong 9.000 năm ấy, Pháp giận của Phật có lúc hưng, có lúc suy trên thực tế, hưng hay suy không phải do phật, mà cũng không phải do pháp, mà là do con người có tin tưởng giáo huấn của phật đà hay không, có chịu thật sự tu tập hay không. nếu chúng ta tin sâu chẳng nghi ngờ, sốt sắng y giáo phụng hành, Pháp dẫn sẽ là thời chánh Pháp. Quý vị chắc chắn có thành tựu trong một đời này. Trong tịnh Tông, giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới là chứng quả, là thành tựu, lại còn là thành tựu viên mãn. Kinh này đã giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Đấy chính chánh Pháp. kinh giáo diệt tận nói thật ra một bộ kinh này đại diện trọn vẹn hết thảy các pháp do thích ca mâu ni phật đã nói trong 49 năm vì sao hết thảy các pháp đến cuối cùng đều quy vào tịnh độ vậy thì tịnh độ há chẳng phải là hết thảy các pháp ư đức phật đặc biệt từ bi đến cuối cùng lưu lại kinh này một trăm năm trong một trăm năm cuối cùng của thời mạt pháp bản nào sẽ được lưu lại chắc chắn là bản đang dùng hiện tại đây chắc chắn là kinh và chú giải tức là bản chú giải kinh này của cụ hoàng niệm tổ sẽ được lưu lại đến cuối cùng trong thời mạt Pháp. Sau một trăm năm ấy, kinh này cũng chẳng còn, chẳng tồn tại trên thế gian này nữa. Vẫn còn có sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Ai có thể nghe danh hiệu này cũng có thể tin. Niệm phát nguyện cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới Thì vẫn có thể thành tựu Đức Như Lai quả thật từ bi vô tận Thương xót chúng sanh trong thế giới ta bà Sau khi Đức Phật diệt độ Sau khi Phật Pháp diệt sạch trên thế gian này chúng ta biết đại nguyện của hết thảy chư phật bồ tát đều là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ lìa khổ được vui chẳng bỏ chúng sanh hiện thời đức phật chẳng tại thế nhằm lúc đức phật chẳng tại thế Địa Địa Tạng Dương Bồ Tát thay mặt Đức Phật trong thế gian này Thay Phật hóa độ chúng sanh Đây là giai đoạn không có Phật xuất thế Giai đoạn này thời gian rất dài Di Lặc Hà Sanh Kinh nói Phải chờ suốt 56 ức 7.000 dạng năm Vị Phật tiếp theo là Di Lặc Bồ Tát mới đến thị hiện thành Phật. Trong thế gian này, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, dùng tám tướng thành đạo để thị hiện thành Phật. Thế gian này lại có Phật thuyết Pháp. Do vậy, chúng ta phải biết, trong thế gian này, có Phật xuất thế chẳng dài. Tuy là một dạng hai ngàn năm, chúng ta thoạt nhìn tưởng chừng rất dài, nhưng trong một không gian và thời gian vô tận thì một dạng hai ngàn năm rất ngắn. Sau khi liễu giải chân tướng sự thật, mới biết được gặp gỡ Phật Pháp chẳng dễ dàng. Do vậy, Đức Phật thường nói, Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Nay chúng ta được làm thân người Lại gặp gỡ Phật Pháp Lại được gặp Pháp Thượng Thượng Thừa trong Phật Pháp Gặp Hoa Nghiêm, gặp Tịnh Độ Hy vọng các đồng học hãy thật sự thức tỉnh chúng ta quyết định phải thành tựu trong một đời này. thành tựu khó hay dễ. nói khó thì chẳng khó, mà nói là dễ thì cũng khá khó. khó hay dễ hoàn toàn phải hỏi chính mình. chẳng thể hỏi phật cũng chẳng thể hỏi pháp. Cũng chẳng thể hỏi ai khác Quý vị thật sự tin Thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ Thật sự chịu thật thà niệm Phật Thì sẽ chẳng khó Thật sự chẳng khó Nếu quý vị hoài nghi Nếu còn lưu luyến thế gian này Muốn giảng sanh Nhưng lại chẳng nở rời khỏi thế gian này sẽ khó lắm Do vậy Nhất định là Nếu hiểu rõ ràng, minh bạch Lý sự nhân quả của tịnh độ Thì lòng tin của chúng ta sẽ thanh tịnh Chẳng cô phụ Đức Thế Tôn thở tại thế đã giảng kinh, giáo học suốt 49 năm nhằm mục đích gì nhằm mục đích giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính chúng ta nghe hiểu rõ ràng minh bạch duyên khởi của toàn bộ vũ trụ và sanh mạng của chính mình do đâu mà có sa bà là như thế nào cực lạc là như thế nào đều hiểu rõ ràng chúng ta sẽ biết chọn lựa ra sao Biết dụng công như thế nào Chúng ta giữ lấy thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc Chứng đắc Phật quả viên mãn rốt ráo Đó là như trong phần sau đã nói Kỳ hữu chúng sanh trị tư kinh giả Tùy ý sở nguyện Giai khả đắc độ Lúc Pháp diệt tận mà gặp bộ kinh này gặp được hồng danh sáu chữ này sẽ đều có thể đắc độ hà huống hiện tại hiện thời hãy còn chín ngàn năm nữa kinh đạo mới diệt tận do vậy chúng ta phải có tính tâm đừng bị những lời đồn đại bên ngoài lay động Hệ tâm chúng ta định Thì định sanh trí huệ Sẽ biết ứng phó với những tai nạn trước mắt như thế nào Có tính tâm, có quyết tâm Chúng ta sẽ có thể bình an vượt qua Lại xem đoạn kinh văn tiếp theo Hữu Pháp Diệt Tận Kinh trong bộ kinh này, Đức Phật giảng trạng huống diệt tận của Phật Pháp trên thế gian này trong tương lai. Sau khi Pháp giận của Đức Phật kết thúc, Diệt cụ vô lượng thọ kinh tối hậu nhập diệt chi tình cảnh Kinh ấy nói đại thừa vô lượng thọ kinh bị diệt cuối cùng nay chúng ta gặp được bộ kinh này quá đáng quý chúng ta phải quý trọng phải nghiêm túc học tập thử chánh hiển bổn kinh hưng khởi chi thắng duyên trì danh pháp môn chi diệu dụng đây chính là trình bày rõ rệt nhân duyên hưng khởi thù thắng của bộ kinh này và tác dụng màu nhiệm của trì danh niệm phật giảng sanh tịnh độ tiếp theo là tỷ dụ ký như dinh dưỡng phong phú chi mỹ thực khả tăng kiện giả chi thể lực kinh điển này pháp môn này giống như thực phẩm ngon lành giàu chất bổ dưỡng nhất bồi bổ pháp thân huệ mạng của chúng ta phục như thù hiệu thần nghiệm chi linh dược có nghĩa là lại giống như toa thuốc có hiệu quả đặc thù hay toa thuốc thần kỳ năng vũ bất trị chi trầm kha Dạy hôm trước, chúng ta thấy đồng tu Lưu Tố Dân ở Đông Bắc mắc chứng hồng ban tánh lan sang, tật bệnh hết sức nghiêm trọng. Người mắc bệnh này gần như rất khó sống sót bà ta đã chứng minh cho chúng ta thấy niệm một câu nam mô a di đà phật nghiễm nhiên chỉ lành căn bệnh này lành đến mức độ nào ngay cả vết sẹo cũng không có đây là chuyện chẳng thể nghĩ bàn bác sĩ phụ trách điều trị cho bà ta kinh ngạc Dẫu lành bệnh, những vết sẹo ấy vĩnh viễn chẳng mất được. Vì sao ngay cả vết sẹo cũng chẳng có? Bác sĩ hỏi bà ta, bà lành bệnh bằng cách nào? Bà ta bảo bác sĩ, tôi niệm A-di-đà Phật nên được lành bệnh. Bác sĩ tin lời bà ta. Vì sao tin tưởng? Bà ta suốt đời chưa nói dối, Đối với bất luận là ai Cũng đều là nói thật Chẳng nói dối Vì thế Bác sĩ tin lời bà ta Bà ta bảo niệm Phật lành bệnh Thì chắc chắn là do niệm Phật mà lành bệnh Tạo lòng tin cho mọi người Do vậy Thân mắc cả đống bệnh tật xét về hiệu quả của thuốc men thuốc tốt nhất chỉ có hiệu quả trị liệu ba phần bảy phần tùy thuộc vào tâm thái trạng thái tâm lý nếu quý vị tâm thái tốt đẹp bệnh ấy sẽ rất dễ chữa trị nếu tâm thái chẳng tốt lành thường nghĩ đến bệnh tật sợ hãi lo âu bệnh ấy cũng rất khó lành chẳng dễ gì lành bệnh do vậy lưu cư sĩ đã cho chúng ta biết căn bệnh của bà ta được lành là do bà ta chẳng sợ hãi chút nào bác sĩ bảo bà ta bệnh của bà rất nghiêm trọng có thể chết bất cứ lúc nào phải chuẩn bị tâm lý bà ta cười bảo bác sĩ chẳng sao hết nếu tôi chết tôi sẽ về thế giới cực lạc a di đà phật đến đón tiếp tôi tây phương cực lạc thế giới là quê nhà của tôi nếu là phật vẫn còn giao cho tôi nhiệm vụ gì đó Muốn tôi ở lại thế gian này thì cũng được Tôi dâng lời Quý vị thấy Chẳng có mãi may lo nghĩ hay kinh sợ Tâm thái quá tốt đẹp Dường như chẳng có chuyện ấy Bà ta thật sự lành bệnh tật Tiếp đó, sách chú giải nói Có thể chữa lành bệnh chẳng trị được Bà ta đúng là đã trị đành căn bệnh nặng Quản liệu chúng bệnh, phổ thí nhiêu ít cố vân đại tai diệu dụng bất khả tư nghị hai câu này là lời tán thán nhằm ca ngợi pháp môn này tán thán hiệu quả của trì danh niệm phật quý vị thấy trong hiện tiền pháp môn niệm phật có thể trị bệnh sau khi lâm chung có thể giảng sanh Pháp môn như thế có thể đến nơi đâu để tìm được. Nay chúng ta gặp được, đã gặp thì nhất định phải biết quý trọng, thật sự tu tập. Chí ư mạc thế, chữ mạc thế chỉ thời kỳ mạc Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là trong một dạng năm. Thời mạc Pháp đã trải qua một ngàn năm. Chúng ta sống nhằm lúc bắt đầu một ngàn năm thứ hai trong thời mạt Pháp. Sau này, còn có một ngàn năm thứ ba, một ngàn năm thứ tư, cho đến một ngàn năm thứ mười, vì vậy thời gian vẫn còn rất lâu. Chí ư mạc thế, trượt ác di thâm, Chúng căng, vũ liệt, nhân thọ thập tuế, Cấu trọng chướng thâm, ư tư, Ác lãng thao thiên, độc diệm biến địa chi tế. Chúng ta đọc mấy câu này. Thấy chúng nói về hiện tượng xã hội trong đời mạt Pháp. Tuy chúng ta chưa sống nhằm cuối đời mạt Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng hiện thời đã có đôi chút hiện tượng này. Chúng ta chớ nên không cảnh giác. Trượt là ô nhiễm. trên cả thế giới hiện thời mọi người đều bàn tới chuyện bảo vệ môi trường địa cầu bị ô nhiễm ô nhiễm rất nghiêm trọng hoàn cảnh bị ô nhiễm nhưng càng nghiêm trọng hơn là cái tâm thanh tịnh của chúng ta bị ô nhiễm do vậy người trong thế gian này nói đến chuyện bảo vệ môi trường có thể thu được hiệu quả hay chăng có người hỏi tôi tôi nói thật với họ rất khó thu được hiệu quả vì sao trong phật pháp có một câu nói rất hay cảnh chuyển theo tâm bên ngoài là hoàn cảnh hoàn cảnh bị ô nhiễm có mối liên quan với lòng người trong tâm ô nhiễm nghiêm trọng nếu chẳng hóa giải chuyện này chúng ta chỉ chú trọng hoàn cảnh bên ngoài sẽ chẳng thu được hiệu quả do vậy bảo vệ môi trường thì điều đầu tiên là phải nói đến bảo vệ tâm lý tâm chúng ta vốn tốt đẹp nếu nói theo Đại Thừa Phật Đạo Pháp, Đạo Pháp, tâm ta vốn thanh tịnh, vốn bình, 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 bình đẳng, vốn giác, chứ bình chẳng, bình chẳng, bình mê. chẳng mê. Nhưng nay chẳng phải vậy. Hiện thời là ô nhiễm, chẳng phải là thanh tịnh. mà là ngạo mạn kiêu căng bất bình tức là chẳng hề bình đẳng ngu si mê hoặc cho nên trí huệ và giác ngộ chẳng thể hiện tiền đây là tâm lý bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng có nhiều người hỏi tôi đối với những tai nạn trước mắt này dùng phương pháp gì để đối phó thực ra đức phật đã dạy chúng ta tổ tiên đã dạy chúng ta dùng phương pháp gì giáo học Trong thiên học ký của sách lễ ký có câu Kiến quốc, quân dân, giáo học vi tiên Dạy học là dạy gì vậy? Dạy luân lý Khiến cho mọi người hiểu mối quan hệ giữa con người với nhau Hiểu rõ ràng các mối quan hệ Thực hiện trọn vẹn những nghĩa vụ phải nên trọn hết Ngũ luân, thập nghĩa cha con có tình thân cha từ con hiếu là chọn hết nghĩa vụ đó là điều phải làm anh nhường em kính vua nhân từ bày tôi trung thành mỗi cá nhân làm tròn nghĩa vụ hiểu rõ các mối quan hệ thực hiện nghĩa vụ đấy chính là sự hài hòa trong vũ trụ xã hội là hài hòa gia đình hòa thuận thật sự là hạnh phúc mỹ mãn trong đời người do đâu mà có do dạy dỗ mà thành quý vị thấy tại trung quốc suốt mấy ngàn năm có triều đại nào không coi trọng giáo dục ở đây giáo dục chẳng phải là dạy khoa học kỹ thuật mà là giáo dục cách làm người cũng là giáo dục nhân tánh giáo dục nhân tánh là gì dốn là lành nhân chi sơ tánh bổn thiện giáo dục về cái dốn sẵn tốt lành trong mỗi cá nhân đã dạy được như vậy thì chuyện gì vấn đề gì cũng đều được giải quyết sau khi đã dạy dỗ tốt đẹp Ai nấy cũng là người tốt Người tốt chắc chắn chẳng làm chuyện xấu Do vậy Mọi chuyện đều là chuyện tốt Sau khi làm được điều này Sẽ là như Kinh Phật đã dạy Nhật nhật thì hảo nhật Thời thời thì hảo thời Vì thế phương pháp để giải quyết và đối phó là giáo dục hôm nay tại đài truyền hình phượng hoàng họ cũng nêu ra vấn đề này tôi nói chỉ cần thực hiện tốt giáo dục vấn đề sẽ được hóa giải giáo dục luân lý giáo dục đạo đức giáo dục nhân quả lại còn phải giáo dục tôn giáo thì xã hội mới được kiện toàn mới viên mãn mọi người đều biết trong các tôn giáo chỉ nói đến các tôn giáo cao cấp có luân lý đạo đức nhân quả khoa học triết học chẳng phải là mê tín trên à, thế giới này nhiều người công nhận sáu tôn, tôn giáo lớn 6 giáo nghĩa của sáu tôn giáo lớn ấy đều có năm khoa mục ấy à, nếu mỗi tôn giáo đều phổ biến tuyên dương năm khoa mục luân lý đạo đức nhân quả triết học khoa học đã được giảng trong kinh điển để giáo hóa chúng đồ xã hội này sẽ hòa thuận tai nạn sẽ được hóa giải chỉ cần chúng ta chịu nỗ lực làm việc này tôi tin tưởng mỗi tín đồ tôn giáo đều vui lòng nhất là hiện thời nhìn thấy tai nạn ngay trước mắt họ sẽ đồng tâm hiệp lực hóa giải tai nạn hóa giải từ chỗ nào hóa giải ngay trong tâm hạnh của chúng ta thật vậy ư đúng vậy cảnh chuyển theo tâm Kinh Phật dạy như thế, dường như thiếu căn cứ khoa học, chúng ta rất khó tin tưởng. Hết sức khó có là tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản đã làm thí nghiệm trên nước suốt 20 năm nhằm chứng minh vật chất. Nước là khoáng vật. Chẳng phải là động vật mà cũng chẳng phải là thực vật chẳng phải là sinh vật mà là khoáng vật thí nghiệm mười mấy năm quan sát thấy khoáng vật có thể nghe nhìn hiểu được ý nghĩa của con người nước có năng lực ấy trong kinh điển đức phật dạy chúng ta tất cả hết thảy khoáng vật đều có năng lực ấy Đều có thọ tưởng hành thức Khoa học phân chia kép vốn là một ấy thành hai phương diện, tinh thần và vật chất. Trong Pháp Đại Thừa, tinh thần và vật chất đồng nhất, chẳng thể phân cách trong tinh thần có vật chất trong vật chất có tinh thần tất cả vật chất có thể thấy nghe hiểu ý nghĩa của con người nó có tinh thần trong ấy trong tinh thần có vật chất chúng ta chứng minh bằng cách nào thật ra bản thân mỗi cá nhân đều có thể chứng tỏ đêm ngủ nằm mộng có phải là hiện tượng tinh thần hay chăng nó chẳng phải là hiện tượng vật chất ban đêm nằm mộng là hiện tượng tinh thần trong giấc mộng có vật chất hay không trong mộng quý vị có thân thể hay không quý vị mộng thấy rất nhiều người quý vị nói họ có thân thể hay không trong mộng có núi sông đại địa trong mộng có hư không pháp giới có hiện tượng vật chất trong tinh thần có hiện tượng vật chất Mọi người đều có kinh nghiệm này, có kinh nghiệm nằm mộng. Sau khi tỉnh giấc, thứ gì cũng đều chẳng có. Đó là gì? Kinh Phật dạy, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Nhưng trong lúc nằm mộng, thật sự có hiện tượng, người ấy không biết mình đang nằm mộng, tưởng là thật, chứng tỏ vật chất và tinh thần vĩnh viễn chẳng tách rời là một chẳng hai do vậy khởi tâm động niệm của con người không chỉ gây ảnh hưởng tới thân thể chúng ta có niệm thiện thì sẽ khỏe mạnh, trường thọ, đẹp đẽ, chân thiện mỹ huệ, tư tưởng và hành vi lành mạnh, tương ứng với luân lý và đạo đức. Nếu trái nghịch luân lý và đạo đức, hàng ngày nghĩ tưởng tham, sân, si, mạng, gây tạo, giết trộm, dâm dối chắc thân chắn thân thể chẳng khỏe mạnh tướng mạo chẳng dễ coi mà cũng ở trong hoàn cảnh lắm tai nhiều nạn đấy là gì vật chất bị ảnh hưởng bởi tinh thần chúng ta phải dùng thiện niệm để ảnh hưởng nó đừng nên dùng ác niệm các tai nạn ấy đều do tâm hành bất thiện cảm ứng phật bồ tát các vật đại thánh đại hiền xưa nay trong ngoài nước đã dạy bảo chúng ta như vậy chúng ta nên lý giải nghiêm túc học tập sẽ thật sự có thể hóa giải Chẳng giả đâu nhé Mạc Pháp chẳng bằng tượng Pháp Tượng Pháp chẳng bằng chánh Pháp Một ngàn năm thứ nhất Sau khi Thích Ca Mâu Phật nhập diệt là thời chánh pháp nhân tâm thuần hậu thật thà chân lời thật sự tu tập do vậy giới luật thành tựu chỉ cần nghiêm túc giữ giới luật tốt đẹp người ấy có thể chứng quả Chứng quả A La Hán rất nhiều. Thời kỳ tượng pháp, căn tánh của con người kém hơn thời chánh pháp. Chỉ trì giới sẽ chẳng thể chứng quả. Vì sao? Trì giới chẳng thuần bên trong có phiền não có tập khí bên ngoài có ngũ dục lục trần dụ dỗ mê hoặc chỉ dựa vào một mình trì giới sẽ chẳng thể nhiếp tâm vì thế thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu tu định tu định là thích hợp thời kỳ mạc pháp tu định cũng không được vì sao, phiền não tập khí quá nặng, mà sức dụ dỗ mê hoặc bên ngoài quá mạnh, trông ứng ngoài hợp, cho nên tu thiền chẳng thể đắc định, học giáo chẳng thể khai ngộ, vì sao, bợp chợp, hơi hợt Đây là hiện tượng trong hiện tại Trượt ác trọn khắp Sâu đậm Ngày càng sâu hơn Càng tánh ngày càng kém cỏi Con người thọ 10 tuổi Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta Ngày nay sinh nhầm giai đoạn được gọi là giảm kiếp. Thọ mạng con người lúc dài nhất là tám dạng bốn ngàn năm. Lúc ấy tuổi thọ dài nhất. Giảm kiếp là từ 8 dạng 4.000 tuổi Cứ mỗi 100 năm lại giảm một tuổi Giảm đến 10 tuổi 10 tuổi là thấp nhất Chẳng còn giảm nữa Từ 10 tuổi Cứ mỗi 100 năm lại tăng thêm một tuổi Lại tăng cho đến 8 dạng 4.000 tuổi Thời gian một tăng một giảm này được gọi là một tiểu kiếp. Chúng ta hiện đang sống trong giai đoạn giảm kiếp này. Lúc tích Ca Mâu Ni Phật xuất thế, tuổi thọ con người là 100 năm. Cứ 100 năm giảm một tuổi. Đến nay đã 3.000 năm rồi. Vì vậy, tuổi thọ bình quân của con người trong hiện tại là 70 năm. Chúng ta thấy người Trung Quốc thường nói Nhân sinh thất thập cổ lai hy Sống trong giảm kiếp 70 tuổi Cứ 100 năm giảm một tuổi Giảm đến 10 tuổi Thì còn có 6.000 năm nữa Tới 6.000 năm sau Khi đó là lúc ô nhiễm nghiệp chướng cực nặng con người sẽ quay đầu vào lúc ấy vì sao chịu quả báo quá khổ sở kẻ đã bị đau khổ tột bậc sẽ quay đầu tỉnh ngộ tỉnh ngộ sẽ tiếp nhận giáo huấn của phật bồ tát tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền Ư tư ác lãng thao thiên Ác ở đây là thập ác Nhìn vào tình hình hiện thời của chúng ta Thấy rất tương tự Do vậy có tai nạn Ác là nói tới thập ác Quý vị nghĩ xem Ta rất lắng lòng quan sát khách quan sẽ thấy nam nữ và trẻ các nghề nghiệp trong xã hội này đang suy tưởng gì họ nghĩ tới sát sanh trộm cắp sát sanh là gì tổn hại người khác hòng làm lợi cho bản thân điều này thuộc về sát sanh trộm cắp là trong mỗi niệm đều chiếm tiện nghi của người khác nói cách khác khởi tâm động niệm đều là tổn người lợi mình có ý niệm này chẳng hề thấy có người khởi tâm động niệm tổn hại chính mình để tạo lợi ích cho người khác nếu có ý niệm như vậy thì mới có thể tiến cao hơn khởi tâm động niệm toàn là tổn người lợi mình thì còn làm sao được nữa ai nấy đều tổn người lợi mình lẽ nào chẳng phát sinh xung đột do vậy xung đột ngày càng nhiều vô lượng vô biên vô tận xung đột hóa giải bằng cách nào trong quá khứ tôi đã nhiều lần tham dự hội nghị hòa bình của liên hiệp quốc chủ đề thảo luận là hóa giải xung đột từ trong gia đình vợ chồng xung đột, cha con xung đột, anh em xung đột, láng giềng xung đột, cho đến trong xã hội, các sắc dân xung đột, quốc gia xung đột, thậm chí xung đột văn hóa, xung đột tôn giáo, quá nhiều mối xung đột, dẫn đến động loạn chiến tranh, tai họa tày trời sống ác ngập trời lửa độc độc là gì ngũ độc tức tham, tham sân si mạng nghi tham sân si mạng là độc nghi là gì hoài nghi giáo huấn của thánh hiền quý vị thấy phật bồ tát cổ thánh tiên hiền cũng xếp điều này nghi chào đọc coi nó là một trong năm thứ đọc giáo huấn của thánh hiền là những thứ tốt đẹp mà quý vị hoài nghi chẳng chịu tiếp nhận không chịu học tập chẳng thể phụng hành nói cách khác giáo huấn của thánh hiền nhằm cứu vớt chữa trị quý vị quý vị khắp thân bệnh nặng lại chẳng chịu tiếp nhận trị liệu chẳng phải là chỉ còn con đường chết hay sao xã hội ngày nay khiến cho chúng ta cảm giác sống ác ngập trời lửa độc khắp đất vậy thì thế gian sẽ có đại tai nạn hiện tiền Đó là đạo lý tất nhiên Nhằm hóa giải tai nạn này Quý vị tin tưởng Chúng ta buông tham, sân, si, mạng, nghi xuống Vì thế, Đức Phật dạy chúng ta hai câu Vấn đề sẽ được giải quyết Cần tu giới, định huệ, tức diệt tham, sân, si vấn đề sẽ bị hóa giải chúng ta có chịu làm hay không giới là gì giới là quy củ đệ tử quy là giới của nho gia cảm ứng thiên là giới của đạo gia thập thiện nghiệp đạo là giới của nhà phật ba căn cội nho thích đạo này thuộc về giới chúng ta có thể tuân thủ phụng hành những thứ ấy là giáo huấn của thánh hiền chúng ta đừng hoài nghi hãy nên tin tưởng giống như phu tử đã nói tín nhi hiếu cổ cổ thánh tiên hiền truyền lại chúng ta nghiêm túc nỗ lực phụng hành sửa trừ thói xấu và tập khí tự mình sẽ đắc độ Tự mình đắc độ sẽ ảnh hưởng cả nhà. Người nhà quý vị đều vui vẻ. Họ sẽ học theo quý vị. Người trong nhà quý vị đắc độ, người nhà đắc độ, xóm giềng, thân thích, bằng hữu trông thấy sẽ học theo quý vị, toàn bộ đều đắc độ, dần dần ảnh hưởng xã hội. nếu quốc gia giác ngộ không chỉ cứu đất nước mà còn cứu toàn bộ thế giới quốc gia đề cao ba món căn bản của nho thích đạo nam nữ già trẻ các nghề nghiệp cùng nhau học tập dùng internet và phương tiện truyền thông để đề xướng rộng rãi do vậy tôi thường nói nếu quốc gia thật sự làm theo cách này trong vòng một năm quốc gia sẽ an định thái bình một quốc gia thu được hiệu quả tốt đẹp ngần ấy các quốc gia khác sẽ đến học tập ba năm tối đa là năm năm thế giới này an định hòa bình tai nạn gì cũng đều không có trong kinh đức phật dạy chúng ta niệm lực của chúng ta không chỉ ảnh hưởng thân tâm của chính mình mà còn ảnh hưởng hoàn cảnh quanh xung quanh lại còn có thể ảnh hưởng tới quỹ đạo của các tinh cầu trong vũ trụ hệ chánh, chánh niệm thì tinh các tinh, tinh cầu vận chuyển bình thường sẽ chẳng lệch quỹ đạo sức mạnh to dường ấy bất luận là thái dương hệ bất luận ngân hà hệ nó có sức mạnh to lớn ngần ấy Chúng ta có thể tin tưởng hay chăng? Tôi tin các đồng học đã học tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên sẽ tin tưởng chuyện này. Vì sao? Nửa phần trước trong bài luận gian ấy của Hiền Thủ Quốc Sư, đã giảng thấu triệt duyên khởi vũ trụ Vũ trụ hình thành ra sao? Dạng Pháp xuất hiện như thế nào? Huệ năng Đại sư khi khai ngộ đã nói Tự tánh có thể sanh ra dạng Pháp Ta do đâu mà có Đã hiểu rõ ràng, minh bạch toàn bộ Quý vị bèn biết sức mạnh của niệm lực quá to lớn. Những điều được giảng trong bài văn ấy là thật, chẳng giả. Bài văn ấy giảng về Kinh Hoa Nghiêm, giảng giải tinh hoa Kinh Hoa Nghiêm. Vọng Vọng là vọng tưởng Phân biệt chấp trước Buồn hết những thứ ấy xuống Đoạn sạch chúng Quý vị sẽ trở về nguồn Hoàng Nguyên Hoàng Nguyên là gì? Nói theo Phật Pháp Hoàng Nguyên là thành Phật Phật là gì? Người Ấn Độ gọi là Phật Người Trung Quốc gọi là Thánh Nhân Chúng ta tán thán khổng lão phu tử là Chí Thánh Gọi ngoài là Chí Thánh Tiên Sư Dùng tiếng Hán để tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật thì phải gọi là Chí Thánh Bổn Sư. Chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật là Bổn Sư, Phật là Bậc Chí Thánh. Người Ấn Độ gọi là Phật, chúng ta gọi là Chí Thánh, cùng một ý nghĩa. Phật Thích Ca là vị thầy căn bản của chúng ta. Nên chúng ta gọi Ngài là Chí Thánh Bổn Sư Dùng cách nói này của người Hoa sẽ dễ hiểu, rất dễ lãnh hội Ngài chẳng phải là Thần, mà cũng chẳng phải là Tiên Thở tại thế, Ngài khai ngộ lúc 30 tuổi Sau khi khai ngộ, liền tiến hành dạy học suốt một đời 79 tuổi viên tịch Giảng kinh giáo học 49 năm Nói theo cách bây giờ Chức nghiệp của Ngài là Thầy Lại còn hết sức khó có Ngài đã chọn hết nghĩa vụ của một vị Thầy Chẳng lấy học phí Nhiệt tâm dạy học, dạy dỗ, chẳng phân biệt bất luận người nào. Quốc gia khác biệt, dân tộc khác biệt, văn hóa khác biệt, tôn giáo tín ngưỡng khác biệt. Chỉ cần quý vị tìm đến Ngài, Phật đều rất quan hỷ. Hết sức sốt sắng dạy quý vị, một vị Thầy tốt đẹp dường ấy. Chúng ta được biết Ngài học tập theo ngài quá sức may mắn dường ấy thầy hiện thời chẳng tại thế chẳng sao hết tài liệu giảng dạy của ngài vẫn còn trong thế gian này tài liệu ấy chính là đại tạng kinh những kinh điển trong đại tạng kinh chính là tài liệu dạy học thuở ngài tại thế chúng ta có được tài liệu này giống như thân cận lão nhân gia chẳng khác gì nay chúng ta gặp phải hoàn cảnh hiện tượng hoàn cảnh nhân sự hoàn cảnh vật chất này Quả thật rất giống hiện tượng lúc Pháp diệt. Tám chữ, sống ác ngập trời, lửa độc khắp đất, miêu tả hiện tượng ấy. Nhưng đây là tương tự, chẳng phải là thật sự. Lúc con người thọ 10 tuổi là thật, vì sao? Họ nhiễm tập khí quá nặng. Phật Bồ Tát tới dạy, nhưng họ không chịu quay đầu. Do vậy, cứ dần dần mỗi trăm năm tăng lên một tuổi, tăng từ từ. Thọ mạng càng dài, phước báo to lớn, đây gọi là phước chí tâm linh. Phước báo to, dần dần trí huệ hiển tiền tăng kiếp và giảm kiếp khác nhau trong lúc giảm kiếp kẻ phước báo lớn sẽ tạo ác to hơn lúc tăng kiếp kẻ có phước báo lớn sẽ tu thiện càng lớn hơn khác nhau ở chỗ này chúng ta phải quan sát kỹ càng chú tâm thấu hiểu sẽ có thể đạt được vì sao chúng ta nói sự mê hoặc trong hiện tại là nhất thời rất dễ đánh thức họ trong quá khứ chúng tôi đã làm thí nghiệm tại than trì hoàn toàn dùng đệ tử quy để dạy học mới ba năm lòng người đã thật sự quay đầu giác ngộ rồi khiến cho chúng tôi biết nhân dân dễ dạy như thế nào khiến cho chúng tôi tin tưởng tổ tiên đã nói chẳng sai nhân chi sơ tánh bổn thiện đáng tiếc là chẳng ai dạy họ hễ được dạy họ sẽ quay đầu đây có thể nói họ có lương tâm có thể phân biệt thiện ác do không ai giảng giải nên Thế chịu ảnh hưởng bên ngoài rất là... lớn. Nếu được dạy dỗ trực tiếp, thường xuyên nhắc nhở, họ sẽ quay đầu rất nhanh. Trong giai đoạn cuối của thời Mạt pháp, vấn đề ấy nghiêm trọng hơn so với chúng ta trong hiện tại. Thế Tôn Thùy Từ đây là nói thích ca mâu ni Phật từ bi đến cùng cực. Lưu lại kinh vô lượng thọ, đặt lưu thử pháp. Thử pháp là kinh vô lượng thọ. Vì trong lúc ấy, chỉ có bộ kinh này, chỉ có phương pháp trị danh này là có thể độ chúng sanh dĩ tác từ hàng dĩ dáng Cam Lộ từ hàng là tỷ dụ chiếc thuyền trong biển cả khiến cho quý vị có thể vượt biển Cam Lộ cũng là tỷ dụ Cam Lộ là thức uống của chư thiên chẳng hạn như đau Lợi thiên Thức uống tốt nhất trong cõi trời đau lợi là cam lộ. Sánh ví bộ kinh như từ hàng cam lộ. Phật ân thâm trọng, phấn thân nan báo. Tri ân thì quý vị mới biết cảm ơn, mới nghĩ đến báo ân nếu chẳng biết báo ân đức này làm sao quý vị có ý niệm cảm ơn càng không thể nghĩ đến báo ân những điều này hoàn toàn cậy vào giáo học chúng ta học tập phần giáo khởi nhân duyên tới đây tiếp đó đoạn lớn thứ hai là bổn kinh thể tánh thể tánh của kinh này đoạn này có ý nghĩa khá sâu thể là gì là sở y những lý luận được giảng phương pháp được sử dụng cảnh giới sẽ đắt trong kinh điển này dựa trên đạo lý nào Nếu chẳng hiểu rõ điều này, tính tâm của chúng ta chẳng thể kiến lập. Thật sự có đạo lý. Chúng ta sẽ tin tưởng. Đức Phật nương vào gì để nói? Nương vào gì để chỉ dạy chúng ta? <laughs> xin xem kinh văn nhất thiết đại thừa kinh điển giai dĩ thật tướng vi kinh chánh thể câu này trước hết nêu ra kinh thể quý vị thấy hết thảy kinh điển đại thừa không riêng gì bộ kinh này Đều lấy thật tướng làm thể Thật tướng là gì? Chân tướng, sự thật là chánh thể Nói cách khác Hết thảy Kinh Đại Thừa đều là giảng thật tướng chân thật của vũ trụ và nhân sinh sự thật là như thế nào kinh bèn nói như thế đó nhất định hoàn toàn tương ứng với sự thật chúng ta muốn liễu giải thật tướng của vũ trụ và nhân sinh kinh bèn giải cho chúng ta điều ấy chẳng giả lúc tôi mới học phật theo học triết học với tiên sinh phương đông mỹ thầy phương giới thiệu kinh phật với tôi nói như thế nào bảo đây là triết học tôi học triết học với thầy chẳng học tôn giáo tôi nói kinh phật là tôn giáo trong tôn giáo đâu có triết học mê tín tuổi trẻ thiếu trí huệ Người ta nói sao nghe vậy Làm tưởng Phật giáo là tôn giáo Là mê tín Do vậy Chưa hề nghĩ Muốn tiếp xúc Phật giáo Chưa từng Lúc Thầy giới thiệu đã hết sức trịnh trọng nói Thích Ca Mâu Ni Phật là bậc triết gia vĩ đại nhất thế giới Kinh Phật là đỉnh cao nhất trong triết học toàn thế giới Phật học là hưởng thụ cao nhất trong đời người Tôi theo học môn ấy với cụ mới thay đổi toàn bộ quan niệm sai lầm thầy đặc biệt cảnh tỉnh tôi triết học của kinh phật không ở tại chùa chiền chùa chiền chẳng phải là chuyên môn học phật ư thầy nói trước đây đúng là như vậy hiện thời chẳng còn nữa. trước kia người xuất gia đúng là những vị đại học vấn. có đạo đức, có học vấn. hiện thời họ chẳng học. chùa chiền có kinh điển, họ niệm kinh chứ chẳng nghiên cứu. chẳng nương theo giáo huấn trong kinh điển để học tập do vậy anh phải học tập triết học trong kinh phật phải khởi sự từ kinh điển thầy bảo tôi điều này câu nói ấy vô cùng quan trọng nếu chẳng được nhắc nhở bởi câu ấy tôi đến chùa miếu tìm gặp các vị xuất gia thỉnh giáo họ họ chẳng có cách gì trả lời tôi sẽ hoài nghi lời thầy phương có vấn đề lòng tin vào thầy bị dao động khéo sao thầy nói câu ấy bảo tôi tìm tòi trong kinh điển không cần phải đến hỏi họ hãy trực tiếp tìm từ kinh điển không lâu sau đó tôi được biết chương gia đại sư giống như thầy phương chương gia đại sư vô cùng yêu thương tôi rất quan tâm dạy dỗ lão nhân gia dạy tôi học thích ca mâu ni phật bảo tôi đọc thích ca phổ và thích ca phương chí đó là truyện ký về thích ca mâu ni phật trong đại tạng kinh do người đời đường viết chúng tôi liễu giải cuộc đời thích ca mâu ni phật đã hiểu rõ Đức Phật. Nếu quý vị học Phật mà chẳng biết gì về Thích Ca Mâu Ni Phật, sự học tập của quý vị có vấn đề rất dễ ngã theo thiên kiến, đi vào lối rẽ, nói theo kiểu người hiện thời là đi đường chồng. Quý vị nhận biết Thích Ca Phật rõ ràng, sẽ chẳng đi lòng vòng. Lời chỉ đạo này hết sức hay Chương gia đại sư khuyên tôi xuất gia Tôi rất vâng lời Vì tôi không có gia quyến tại Đài Loan Cha tôi đã mất sớm Mẹ còn có một em trai ở Đại Lục chăm sóc Khi ấy, tin tức chẳng thông Trần, trần, sang, Suốt cả 36 năm chẳng có tin tức nên. gì. Đôi bên chẳng biết tình hình, hình của hả? nhau. À, có có Do vậy, tôi là một người chẳng lo âu gì ở Đài Loan. Thầy bảo đi xuất gia. Được, chuyên dồn công sức nơi Phật Pháp. Tôi xuất gia là giảng học, tức là dạy học. Tôi học Phật 7 năm rồi xuất gia Xuất gia xong bèn dạy tại Phật học viện Ngoài dạy học ra nhận lời mời giảng kinh Giảng 59 năm Giảng suốt 59 năm chẳng ngừng Mỗi ngày đều giảng Tôi ở Úc trong các trường đại học. Hiệu trưởng đại học Chách lý phi tư mời tôi dùng cơm. Hỏi tôi một câu. Thưa Đại sư, Thầy giảng kinh lúc ấy đã giảng kinh 43 năm. Trong 43 năm, có khi nào gặp phải trường hợp người khác hỏi mà thầy chẳng thể trả lời? Tôi suy nghĩ một chốc rồi bảo ông ta, hình như không có. Ông ta nói, thầy thật sự là một vị hiệu trưởng đó. Vì thế, nhà trường tặng tôi học vị tiến sĩ. Họ chủ động trao tặng học vị tiến sĩ cho tôi. Khi đó tôi đã ngoài 70 Họ còn phong cho tôi danh vị giáo sư danh dự Giáo sư danh dự là gì? Đại khái là người ấy dạy học ở trường của họ khá lâu năm Dạy đã bao nhiêu năm? Có cống hiến đối với sự nghiệp giáo dục trong nhà trường một vị thầy như vậy về hưu sẽ có một danh vị danh dự giáo sư danh dự tức là giáo sư danh dự của nhà trường mỗi khi nhà trường có lễ lạc lớn chẳng hạn như lễ khai trường lễ tốt nghiệp đều mời những vị này tham dự như vậy là nhà trường đã tặng tôi danh vị như vậy tham gia hoạt động của trường sau này thật sự là đại biểu của trường tham dự hội nghị liên hiệp quốc thưa quý vị nếu người ta hỏi quý vị thích ca mâu ni phật suốt đời giảng kinh rốt cuộc giảng những gì giải đáp bằng một câu giảng về thật tướng của vũ trụ và nhân sinh quý vị nói xem có phải là mê tín hay chăng chẳng mê tín câu này rất trọng yếu nếu không quý vị học phật như thế nào tôi nhớ có một năm lúc tôi ăn tết ở đài loan có một đồng học tới gặp tôi ông ta là giáo sư đại học khi gặp tôi cho biết ở đại học phụ nhân trong chương trình ngoại khóa ông ta đã giảng cho sinh viên một bộ phổ hiền hạnh nguyện phẩm ông ta kể với tôi như vậy tôi bảo tốt lắm rất khó có lúc ấy tại đài loan không khí học phật của sinh viên đại học rất thịnh mỗi trường đều thành lập phật học xã tại đại học phụ nhân là đại thiên phật học xã do các đồng học tổ chức nhằm học tập phật pháp tôi bèn hỏi ông ta một câu tôi hỏi ông một câu Ông hãy cho tôi biết Những kinh do Thích Ca Ni Phật đã giảng trong 49 năm rốt cuộc là giảng những gì Ông hãy trả lời tôi bằng một câu thôi Ông ta suy nghĩ khoảng 5 phút Chẳng có cách nào bảo tôi Tôi nghĩ không ra câu trả lời Nghĩ không ra Ông ta hỏi ngược lại tôi tôi bảo trong kinh phật có một câu tức là kinh bát nhã giảng chư pháp thật tướng dùng câu này để trả lời có được hay không ông ta suy nghĩ gật đầu được chư pháp thật tướng là thật tướng của hết thảy các pháp chúng ta phải biết điều này đơn giản dễ hiểu à, Cách nói này môn đã môn trình bày đơn giản dễ hiểu cho người khác biết súng, Những súng, điều mà Thích súng, Ca Mâu Phật đã suốt đời môn học môn tập, môn môn học môn hỏi, dạy dỗ, lưu truyền Kẻ ấy sẽ chẳng nói Phật giáo là mê tín Chúng ta xem tiếp Cụ Hoàng đã trích dẫn khá nhiều kinh điển và lời nhận định của các tổ sư Đại Đức. Cổ Đức Vân, Cổ Đức nói, đây là những vị Đại Đức từ xưa. Các ngài nói, chư Đại Thừa Kinh Gia Dĩ Nhất Thật Tướng Vi Ấn. Người Hoa hết sức coi trọng cái Ấn gọi là Ấn Tính. Nói đến đóng ấn thì cái ấn ấy là quyết định Ấn ấy là gì? Thật tướng Nếu những điều được giảng trong kinh điển là chân tướng của vũ trụ và nhân sinh Thì kinh ấy do Đức Phật nói Chẳng thật sự cho Đức Phật nói thì sao? chẳng do chính đức phật nói thì cũng giống như do đức phật nói vì nói giống hệt như phật do vậy phải học sự khoan dung trọng lượng ấy của phật giáo phật giáo thừa nhận nếu tất cả những gì cho người ta đã nói là chân tướng sự thật thì đều gọi là kinh phật quý vị thấy thái độ học vấn ấy Chẳng chia đây kia Phật thừa nhận Bồ Tát cũng thừa nhận Quý vị nói đúng chân tướng sự thật Tiếp theo đó là giải thích Thật tướng giả Chân thật chi tướng giả Là chân tướng của dạng vật trong vũ trụ hữu bình đẳng nhất tướng giả câu này sâu lắm chúng tôi nói chân tướng của vũ trụ và nhân sinh thì quý vị dễ hiểu còn nếu nói là bình đẳng nhất tướng sẽ khó hiểu vì sao đây đúng là triết học cao cấp thầy phương bảo là tột đỉnh của triết học nói với quý vị hết thảy các pháp bình đẳng hết thảy các pháp có cùng một thể tánh trong phật pháp thể tánh ấy được gọi bằng danh từ pháp tánh còn gọi là chân tánh hay còn gọi là tự tánh có đến mười mấy danh từ vì sao đối với một chuyện mà đức phật nói nhiều danh từ thuật ngữ như thế nhằm bảo quý vị đừng chấp tướng quý vị chớ nên chấp trước chỉ cần nói tới chuyện này còn dùng phương pháp gì để nói dùng danh từ gì để nói đều được chớ nên chấp tướng ngài dạy chúng ta buông chấp trước xuống mà chúng ta chấp tướng là trật rồi phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng do vậy mã minh bồ tát dạy chúng ta thái độ tu học khi lên lớp nghe giảng chúng ta đừng chấp trước tướng ngôn thuyết người giảng nói sâu hay nói cạn nói dài hay nói ngắn chẳng sao cả chỉ cần nói đến chân tướng là được rồi chúng ta xem kinh điển đừng chấp trước tướng danh tự đừng chấp trước tướng danh tự danh tự là danh từ thuật ngữ danh từ thuật ngữ là công cụ để trao đổi ý kiến không quan trọng. Chúng ta có thể thấu ý nghĩa, đó mới là quan trọng. Vì thế, các danh từ thuật ngữ không quan trọng, đừng chấp trước chúng. Hệ chấp trước là trật rồi. Chẳng hạn như các từ ngữ Phật, Bồ Tát, chúng sanh trong kinh Phật đều là tướng danh tự. Quý vị liệu giải ý nghĩa của chúng, trở nên chấp trước những danh tướng ấy Điều thứ ba rất trọng yếu Phải lìa tướng tâm duyên Quý vị trở nên tự mình nghĩ nó có ý nghĩa Hệ quý vị suy tưởng là trật rồi Quý vị chẳng cần suy nghĩ mà trực tiếp hiểu rõ Đấy gọi là ngộ Nếu quý vị suy nghĩ sẽ là sai Suy tưởng nó là gì bèn rơi vào ý thức Ý thức là phân biệt chấp trước Quý vị rơi vào đó Đức Phật dạy hàng Bồ Tát Đó là những học trò đã đăng đường nhập thất Chẳng phải là học trò thông thường Mà là những học trò có thành tựu rất khá Mà họ cũng chẳng được phép khởi tâm động niệm Vì vậy, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần Mắt thấy tai nghe, mũi ngửi Lưỡi nếm, thân chạm, ý biết lục căng đối đãi cảnh giới lục trần chớ nên khởi tâm chớ nên động niệm nhưng vẫn hiểu biết rõ ràng rành mạch đó là gì trí huệ bát nhã sẵn có trong tự tánh hiện tiền đó là chân trí huệ khởi tâm động niệm sẽ mê vì sao khởi tâm động niệm lại mê tại trung quốc quý vị đều biết huệ năng đại sư khai ngộ minh tâm kiến tánh tánh là thật tướng tánh là như thế nào nó chẳng phải là vật chất mà cũng chẳng phải là tinh thần không thể diễn tả được không chỉ chẳng diễn tả được ngay cả suy tưởng cũng chẳng thể suy tưởng quý vị vừa nghĩ liền rớt vào trong ý thức ngài khai ngộ ngũ tổ cũng khai ngộ người khai ngộ nói chuyện với người khai ngộ tiện lắm lục tổ đã diễn tả tự tánh bằng năm câu nói câu đầu tiên là hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh hà kỳ là không ngờ tới không ngờ tự tánh vốn thanh tịnh chưa bao giờ ô nhiễm thành phật là thanh tịnh này ở trong nhân gian tánh vẫn thanh tịnh Dẫu tạo tác tội nghiệp đọa vào A Tỳ Địa Ngục Tánh vẫn thanh tịnh Thật vậy, chẳng giả Trong Kinh Phật thường nói tới các thứ ô nhiễm Quý vị thấy như chúng ta vừa mới đọc Trượt ác di thâm Ác lãng thao thiên, độc diệm biến địa Đó là ô nhiễm Ô nhiễm chẳng liên quan gì đến tự tánh Cái gì bị ô nhiễm? A à Lại Gia ô nhiễm Tự tánh chẳng thể bị ô nhiễm A à Lại Gia có sanh diệt Tự tánh chẳng thể có sanh diệt A à Lại Gia là gì? A à Lại Gia lập vọng tâm là giả Chẳng phải là chân tâm Chân tâm quyết định chẳng có sanh diệt Quyết định chẳng bị lay động Quyết định chẳng có ô nhiễm đây là chân tâm quý vị thấy nó là con người thật sự của quý vị chúng ta dùng chân tâm thì là phật dùng vọng tâm thì là phàm phu vọng tâm là a lại gia a lại gia là gì là tâm ý thức quý vị phải nhớ tâm là vọng tưởng ý là chấp trước thức là phân biệt chúng ta dùng những thứ ấy nên khởi tâm động niệm đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước giả chất chẳng thật do dùng những thứ ấy nên mới có lục đạo luân hồi nếu quý vị chẳng dùng những thứ ấy lục đạo luân hồi chẳng có không chỉ lục đạo luân hồi chẳng có mà ngay cả mười phương pháp giới cũng chẳng có không có những thứ ấy thì là cảnh giới gì đó là nhất chân Pháp giới Do vậy, mười Pháp giới và lục đạo luân hồi đều là mộng Giống như nằm mộng Trong mộng có những hình tướng Thì là lúc quý vị mê mới có Khi giác ngộ, tỉnh ngộ sẽ chẳng còn nữa Nói cách khác, quý vị dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước thì có Nếu buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống Không dùng chúng Thì lục đạo và mười Pháp giới chẳng còn nữa Chúng là giả tướng quý vị đã tỉnh giấc mộng rồi quý vị có thấu hiểu bình đẳng nhất tướng hay chăng tôi vừa mới nói điều này nếu quý vị chưa thể hiểu thì tôi nhắc lại một chút trong mộng bất luận là hưởng lạc hay chịu khổ sau khi tỉnh giấc có phải là giống nhau hay chăng lạc chẳng có mà khổ cũng không có chẳng phải là bình đẳng nhất tướng ư chúng chẳng phải là thật thiên đường địa ngục toàn là giả nhưng quý vị phải hiểu quý vị chưa tỉnh sẽ thật sự hứng chịu quý vị đang nằm mộng thì thiên đường thật sự vui trong địa ngục thật sự khổ dường như chẳng giả chút nào sau khi tỉnh mới biết chúng là giả phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng hết thảy pháp hữu vi như mộng huyển bọt bóng quý vị biết những điều ấy là bình đẳng nhất tướng nếu quý vị học vọng tận hoàng nguyên quán sẽ rất dễ liễu giải bình đẳng nhất tướng vọng tận hoàng nguyên là nhất tướng nay chúng ta liễu giải chưa đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước vẫn tiếp tục sử dụng chúng nhưng chúng ta tin tưởng Tin tưởng lời Thích Ca Mâu Ni Phật là chân thật, chẳng giả. Bài luận văn này do Hiền Thủ Quốc Sư dựa theo Kinh Hoa Nghiêm soạn ra, cũng là chân thật, chẳng giả. Này chúng ta thấy sắc, nghe tiếng, Chúng ta dùng cái tâm bình đẳng để đối đãi Chắc chắn không có sai biệt. <laughs> Nghĩ Đức Phật thường dạy trong Kinh Đại Thừa, hết thảy chúng sanh chốn là Phật. Chúng ta dùng tâm thái này để xử sự đại người tiếp vật, để sống. Đó chính là cảnh giới Phật. Quý vị có phân biệt, tôi không phân biệt. Quý vị có chấp trước, tôi không chấp trước. Quý vị có khởi tâm động niệm, tôi chẳng khởi tâm động niệm tôi có thể tùy thuận sự phân biệt chấp trước của quý vị nhưng chính mình chẳng phân biệt chấp trước giống như diễn tuồng trên sân khấu quý vị phải biểu diễn theo kịch bản kịch bản bắt cười thì quý vị phải cười bắt khóc quý vị phải khóc có phải là quý vị thật sự cười hay khóc chăng chẳng hề cứ dựa theo kịch bản để biểu diễn phật bồ tát ở trong nhân gian quý vị vui vẻ các ngài cũng vui vẻ quý vị khổ sở dường như các ngài cũng có tâm đồng cảm đó là gì đó là diễn tuồng quý vị là thật sự các ngài là giả khác hẳn quý vị thật sự có khổ có sướng các ngài chẳng khổ mà cũng chẳng sướng đây là người giác ngộ ở cùng chỗ với người chưa giác ngộ nhưng khác nhau Người có cùng cảnh giới giác ngộ như vậy ấy sẽ thấy được Thấy rất rõ ràng Nếu chưa đạt tới cảnh giới ấy sẽ chẳng thấy được Phật, Bồ Tát và chúng sanh Hòa quang đồng trần Nhưng chúng sanh nhìn không ra Đó gọi là diệu Vì thế Pháp này gọi là diệu Pháp Đạo lý ở chỗ này Đấy là bình đẳng nhất tướng Tướng vô tướng diệt vô bất tướng Tướng nhi vô tướng danh vi thật tướng Đọc mấy câu này khiến chúng ta hồ đồ Người mới học đọc đến đó sẽ hồ đồ Nhưng nếu quý vị là người thật sự hiểu rõ Sẽ biết mấy câu này nói quá hay Thật tướng vô tướng Nó chẳng phải là vật chất Mà cũng chẳng phải là tinh thần nhưng nó có thể biến hiện vật chất và tinh thần có thể sanh ra hiện tượng vật chất có thể sanh ra hiện tượng tinh thần có thể hiện, hiện tượng có thể hiện ra hiện tượng vật chất có thể hiện ra hiện tượng tinh thần nên nó là có thể sanh có thể hiện hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần là toàn thể vũ trụ trong phật pháp chúng được gọi là phật pháp giới hết thể hiện tượng trong trọn pháp giới khắp hư không pháp giới mười pháp giới lục đạo là sở sanh sở hiện cái có thể sanh có thể hiện là chân thật vĩnh hằng bất biến sở sanh sở hiện là giả giống như nằm mộng là cảnh giới trong mộng chúng chẳng phải là thật mà là giả nhưng giả và thật lại chẳng tách rời Giả chứ đâu mà có Giả nương vào thật mà có Chẳng có thật lấy đâu ra giả Nương vào thật mà có Tuy nương vào thật mà khởi Nhưng nó chẳng thật Nó là hình bóng của thật mà thôi Phải hiểu rõ chân tướng sự thật này sau khi hiểu rõ tuy quý vị còn chưa giác ngộ hoàn toàn chưa hoàn toàn trở về tự tánh nhưng đối với hết thảy các pháp trong thế gian này quý vị có thể buông xuống chẳng còn chấp trước nữa đó là quý vị thật sự giác ngộ Quý vị, Quý vị coi trọng điều gì? gì? Quý vị coi trọng chuyện nâng cao linh tánh Nhi不會重視 Chẳng coi trọng tiếng tâm lợi dưỡng trong thế gian này Coi thường đáng. những thứ ấy à, rất, rất coi trọng việc nâng cao đức hạnh trí huệ linh tánh của là. chính mình Trong ấy có niềm vui chân thật à, Có lạc thú không cách nào tưởng tượng được do vậy các tổ sư đại đức từ xưa thường dùng một câu nói để hình dung thế vị na hữu pháp vị nùng con người hiện thời tham cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần trong thế gian quý vị thật sự hưởng thụ linh tánh thì ngũ dục lục trần tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ trong thế gian này làm sao có thể sánh bằng pháp thua kém quá xa quý vị đã nếm pháp vị sẽ tự nhiên buông ngũ dục lục trần của thế gian xuống mới thật sự biết chúng là ô nhiễm trong ấy có gì để hưởng thụ ô nhiễm gì ô nhiễm linh tánh thật ra chẳng thể ô nhiễm linh tánh nếu linh tánh thật sự bị ô nhiễm thì sẽ chẳng linh Tự tánh bị ô nhiễm sẽ không gọi là tự tánh Thật sự chẳng bị ô nhiễm Những phiền não ấy ô nhiễm thứ gì vậy Nhiễm bẩn A Lại Gia Đó là vọng tâm của quý vị Khiến cho vọng tâm thêm hư vọng Nói hư vọng thì chúng ta khó hiểu Chúng tôi nói là vọng tưởng phân biệt chấp trước nặng hơn Những thứ này càng sâu thêm hơn mà thôi Chúng ô nhiễm cái tâm của quý vị khiến cho chính mình ngày càng thêm xa cách tâm thanh tịnh và tự tánh nó gây chướng ngại trong ấy chuyện là như vậy đó thật tướng vô tướng như tôi vừa mới nói đó là thể Thật tướng là thể là tự tánh tự tánh có thể sanh có thể hiện diệt vô bất tướng đó là sở sanh sở hiện thật tướng có thể hiện tướng điều này rất khó hiểu thường là mỗi khi chúng tôi giảng đến chỗ này tôi đều dùng máy truyền hình làm tỷ dụ thật tướng là gì thật tướng là màn hình màn hình tv là thật nó tồn tại dù bất tướng là gì dù bất tướng là những hình ảnh hiện ra nơi màn hình quý vị thấy chúng ta nhấn nút mở tivi hình ảnh bèn hiện ra hiện trong màn hình nếu chúng ta nói màn hình là thật tướng hình ảnh hiện ra là vọng tướng tức tướng hư vọng tách rời chân tướng và hư vọng bằng cách nào quý vị có cách nào tách rời chúng ra hay chăng những hình ảnh ấy rời khỏi màn hình sẽ chẳng thể hiện tướng Tuy chúng hiện trên màn hình Nhưng tuyệt đối chẳng phải là màn hình Chẳng có mãi may gì liên quan đến màn hình cả Chân là chân Giọng là giọng Làm thế nào để tiêu diệt giọng tưởng Nhấn nút tắt tivi Lập tức chẳng còn nữa do vậy trong chân tướng có thể hiện vô lượng vô biên sắc tướng có nhiều băng tầng quý vị tùy tiện nhấn một nút nào đó nếu quý vị chẳng nhấn nút màn hình sẽ khôi phục tình trạng như cũ đó gọi là vô tướng vô bất tướng màn hình là vô tướng các hình ảnh trong băng tầng là vô bất tướng đó là thứ chúng ta đối diện mỗi ngày do vậy xem tivi mà có thể khai ngộ nếu quý vị có thể coi theo cách như vậy thì sẽ có thể khai ngộ liễu giải điều gì chân và giọng chẳng hai chân chẳng phải là giọng giọng chẳng phải là chân nhưng chân và giọng chẳng hai chân ở đâu chân ở trong giọng giọng ở đâu giọng ở trong chân tham ngộ điều này sẽ khai ngộ do vậy Đối với TV, nếu quý vị biết cách xem TV thì chẳng khác gì niệm kinh hoa nghiêm Chẳng khác gì nhau, quý vị chẳng biết xem Khi xem sẽ hoàn toàn bị những tác động trong ấy mê hoặc bèn hồ đồ nếu quý vị à, có thể, thể nhìn ra chân và vọng chẳng hai trong khi đi, nhìn thấy phàm những gì thương. có tướng đều là hư vọng, chẳng phải là quý vị đã đại triệt đại ngộ rồi ư. Ừ, đó là gì? tivi di và kinh hoa nghiêm chẳng khác nhau, mà cũng chẳng khác kinh vô lượng thọ. Xem TV là học Phật, người biết coi sẽ thành Phật, thành Bồ Tát. Kẻ chẳng biết coi sẽ là tạo nghiệp Trong tâm bị tivi xoay chuyển Nó cười, quý vị cũng cười Nó khóc, quý vị cũng khóc Học những thứ giết, trộm, dâm, dối trong ấy Sao không đọa địa ngục cho được Vì vậy, kinh Phật ở nơi đâu? Không có gì chẳng phải là kinh Phật, đại phương, quảng Phật, hoa nghiêm ở đâu Vô lượng thọ ở đâu Không có gì chẳng phải là vô lượng thọ Không có gì chẳng phải là Đại Phương Quảng Không có gì chẳng phải là Phật Hoa Nghiêm Vấn đề là quý vị có biết hay là không Do vậy, kinh do đâu mà có Kinh từ thật tướng xuất hiện Đức Phật giảng về thật tướng Tiếp đó là nói về vô tướng vô tướng giả ly nhất thiết hư vọng chi tướng vô tướng tức ly tướng có tướng hay không có tướng vì sao gọi là vô tướng trong tâm không có tướng mắt chúng ta nhìn vào tivi tivi có tướng hay không có tướng nhưng trong tâm chúng ta hiểu rất rõ ràng tướng ấy là huyễn tướng, chẳng phải thật là giả. đối với sắc tướng hiện trên màn hình, quý vị chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. quý vị chẳng chấp trước thì là tu a la hán, chẳng phân biệt là tu bồ tát hạnh, không khởi tâm, không động niệm. là tu nhất thừa Phật Pháp. Quý vị thật sự học hiểu thì mỗi ngày xem TV sẽ tu hành ngay nơi đó. Quý vị tu A-la-hán hay tu Bồ-tát hay tu Phật chẳng biết tu thì sao? Chẳng biết tu sẽ tu nhân thiên, tu A-tu-la, tu súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, đều là trong một niệm. Thật đấy, chẳng giả đâu. Quý vị học tập những thứ giết, trộm, dâm, dối từ TV, đó là tam ác đạo. Quý vị đang học tam ác đạo. Quý vị coi TV để là tốt là thiện, tự nhủ ta phải học theo chẳng tốt thì ta phải sửa hối lỗi ta có những điều xấu ấy hay chăng nếu có lúc ta phạm những lỗi ấy ta trở nên giống như họ đó chính là tu nghiệp nhân thiên thứ gì cũng chẳng chấp trước là a la hán thứ gì cũng chẳng phân biệt là bồ tát quý vị thấy đó cùng xem tivi như nhau nhưng mỗi cá nhân thành tựu khác nhau có người coi tivi bèn thành phật thành bồ tát có người coi tivi bèn đi vào địa ngục do vậy tổ sư đại đức trong tông môn thường hỏi học trò một câu người có hiểu không câu này có ý nghĩa vô lượng sâu rộng quý vị có hiểu ý nghĩa hay chăng quý vị hiểu thì sẽ thành phật thành bồ tát không hiểu thì sao không hiểu sẽ vào tam đồ do vậy lìa hết thảy các tướng hư vọng là bảo quý vị lìa trong tâm chẳng phải là bảo quý vị lìa nơi sự sự chẳng có chướng ngại sự sự vô ngại trong tâm không có chướng ngại vĩnh viễn gìn giữ cái tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm giác đấy là đạo thành phật vì sao không có sự sự là giả là hư vọng quý vị chẳng cần lìa nó coi nó là có thật quý vị đã bị lừa sai mất rồi quý vị biết nó là hư vọng chỉ cần quý vị chẳng chấp trước chẳng phân biệt không khởi tâm không động niệm chuyện gì cũng đều không có đó là như lai ứng thế Chư Phật Như Lai đến thế gian là đến như vậy Các ngài ở cùng chúng ta Nhưng quả thật chẳng khởi tâm động niệm Trên hình thức Các ngài chẳng khác gì chúng ta Hòa quan đồng trần với chúng ta Trên thực tế các ngài chẳng khởi tâm động niệm Bồ Tát ở cùng chỗ với chúng ta Tuy có khởi tâm động niệm Nhưng chẳng phân biệt chấp trước từ chỗ này chúng ta hiểu cảnh giới của Cái các ngài cạn hay sâu khác nhau câu kế đó là hữu thật tướng vô bất tướng phi ngoan không giữ đoạn diệt phi như quy mau thố giác nhất thiết hư vô những điều này đều nhằm chúng ta giải thích. Vô tướng, vô tướng là gì? Vô tướng là liệt hết thảy các tướng hư vọng. Vô tướng là ly tướng phải nhớ điều này chứ chẳng phải là lìa khỏi tướng chẳng có ý nghĩa đó ngay nơi tướng mà lìa tướng tướng ở ngay trước mặt biết nó là hư vọng quý vị sẽ chẳng chấp trước đó gọi là ly tướng chọn chẳng phải là tiêu diệt tướng nếu hiểu ly tướng là tiêu diệt tướng thì trật mất rồi do vậy tiếp đó cụ hoàng giảng thật tướng chẳng phải là không có tướng chẳng phải là hư không trơ trơ chẳng phải là đoạn diệt phật pháp nói vô bất tướng nếu quý vị hiểu lầm vô tướng là không không là gì thứ gì cũng đều chẳng có hiểu vô tướng như vậy thì sai mất rồi không và có chẳng hai giống như chúng tôi vừa mới tỉ dụ màn hình tv trống không thứ gì cũng đều chẳng có nhưng sắc tướng trong mỗi băng tầng là có chúng ta coi tv lập tức phải thấu hiểu không và có chẳng hai Chân không là gì? Chân không biết tất cả sắc tướng là giả. Tướng hiện hiện trên màn hình là giả, nhưng màn hình có ô nhiễm hay không? Chẳng có ô nhiễm, chẳng ô nhiễm mảy may. Vì sao biết là không ô nhiễm? Tắt TV chẳng phải là không thấy nữa ư? Chẳng lưu lại dấu vết gì sau đấy mở lên cũng hiểu rõ nó chẳng lưu lại dấu vết gì chẳng ô nhiễm mảy may chân tánh chẳng bị ô nhiễm dùng màn hình để tượng trưng cho chân tánh của chúng ta tự tánh của chúng ta chẳng ô nhiễm cái gì bị ô nhiễm a lại da bị ô nhiễm a lại da là hư vọng ô nhiễm là gì vậy trong phim ảnh biểu diễn có thiện có ác có nhân có quả đó là gì đó là hư vọng có tịnh có uế trong sự biểu diễn có các thứ đối lập toàn là giả toàn là chẳng thật những rắc rối của chúng ta trong hiện thời là do ngỡ những thứ hư giả được biểu diễn ấy toàn là thật nên bị khổ chịu nạn ở trong ấy trong cảnh giới ấy dấy lên thất tình ngũ dục mừng giận buồn vui yêu ghét ham muốn toàn là giả chẳng có gì là thật do vậy nhà phật nói không thì chẳng phải là thứ gì cũng đều không cả không ở nơi đâu không ở trong có có tức là không không tức là có giống như tình hình nơi tivi mà chúng ta vừa nhắc đến có và không chẳng hai nói giảng pháp đều là không là nói tới những hình ảnh trong băng tần Nói tự tánh chẳng không, thật tướng chẳng không là nói về màn hình TV. Do vậy, vừa nhìn xem kinh giảng điều gì, chúng ta đều có thể lý giải. Nói gộp lại sẽ là không, hữu, bất nhị. Tâm kinh nói rất hay, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, lấy không đại diện cho tự tánh. Chúng ta dùng TV làm tỷ dụ. Không được tượng trưng bằng màn hình. Có được tượng trưng bằng các sắc tướng hiển lộ trong các băng tầng. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, bất dị là giống nhau, sắc là không. Không là sắc. S chớ nên chấp Năm trước Năm sắc, nói, mà cũng đừng nên chấp trước không. Thể chấp nên, trước là trật rồi, nên, cũng chớ nên, nên chấp trước nhị biên, nên, thì quý vị mới thật sự khế nhập cảnh giới. À, Đó là nha, chân tướng, nha. tức nha. là chân tướng của vũ trụ à, và nhân, nhân sinh. Nha. Quý vị nha. thật sự khế nhập cảnh giới. Chẳng chấp trước bèn khế nhập Nhập như vậy còn cạn chẳng sâu Vì sao? Quý vị chẳng chấp trước Nhưng chắc là còn phân biệt Nếu chẳng phân biệt Sẽ nhập càng sâu Đến mức chẳng khởi tâm Chẳng động niệm Bèn khế nhập viên mãn Viên mãn thì chính là phật thâm nhập là bồ tát thiển nhập nhập nông cạn là a la hán nói theo cách bây giờ a la hán bồ tát phật là các danh sư học dị trong phật giáo quý vị khế nhập thật tướng sâu hay cạn khác nhau nhưng đều nhập cảnh giới Phật giống như học vị tiến sĩ Đây là học vị tối cao Bồ Tát là học vị thạc sĩ A-la-hán là học vị học sĩ cử nhân Thật sự kế nhập thì gọi là học Phật Chưa kế nhập tức là ở ngoài Phật môn <laughs> dụng công cách nào quý vị chẳng lấy được học vị giành được học vị mới được coi là đệ tử phật thật sự là học trò của thích ca mâu ni phật đạt được học vị bằng cách nào buông xuống là được quý vị chịu buông xuống không buông xuống sẽ chẳng được vì sao buông xuống do là giả chẳng thật nếu là thật là sẽ thật. chẳng cần phải buông xuống giả mà có phải buông thân thể xuống hay không phải buông xuống thương giả đấy vì sao thân có sanh lão hành, bệnh tử chẳng thể tồn tại vĩnh hằng trong phật pháp dính nói chân giả thì định nghĩa và tiêu chuẩn là chân là vĩnh hằng bất biến đó là chân chỉ cần nó có thể biến thì cũng không phải là chân vì vậy động vật có sanh lão bệnh tử nên là giả thực vật có sanh trụ dị diệt nên cũng là giả khoáng vật thậm chí tinh cầu có thành trụ hoại không nên cũng là giả vì thế phàm những gì có hình tướng đều chẳng thật buổi tối chúng ta nhìn lên bầu trời thấy vô lượng tinh cầu Vô lượng tinh hệ đều là thành trụ hoại không Đều chẳng thật Không có gì là thật Chúng giống như những tướng được hiển hiện trên màn hình Quý vị đừng nghĩ chúng là thật Toàn là giả Những thứ ấy cho đâu mà có Trong giáo pháp Đại Thừa Đạo lý này được giảng rất sâu Chúng do ý niệm của chúng ta sanh ra Tạo hóa là gì? Tạo hóa là ý niệm Quý vị không khởi tâm, không động niệm Thì trong vũ trụ không có vật chất Mà cũng không có tinh thần Ý niệm vừa động Hiện tượng vật chất và tinh thần đều hiện ra Thật vậy, giống như màn hình TV Chúng ta chưa dặn lên hay tắt máy đi Thứ gì cũng đều chẳng có đó chính là thường tịch quan tịnh độ trong nhà Phật Ý niệm vừa mới động Hình tướng bèn xuất hiện Đó là cõi thật báo Nếu lại phân biệt Thì là tứ thánh pháp giới Lại còn chấp trước Sẽ là lục đạo luân hồi nếu chúng ta hiểu rất rõ ràng rất minh bạch những khái niệm ấy sẽ sống rất khoái lạc trong thế gian này trong phật pháp nói là pháp hỷ sung mãn thường sanh hoan hỷ tâm pháp hỷ ấy chẳng do bên ngoài kích thích chẳng phải do quý vị gặp chuyện gì vui vẻ phát tài chẳng phải vậy chẳng dính dáng đến những thứ ấy Đã, Chẳng liên đảm, quan đảm, mãi may mà từ tự tánh lưu lộ ra đảm, Câu đầu đảm, tiên đảm, trong luận ngữ đảm, là Học nhi thời tập đảm, nhi, đảm, nhi đảm, bất đảm, diệt đảm, duyệt hồ Sự hỷ duyệt ấy là pháp hỷ Nói theo Phật Pháp Quý vị học tập Phật Pháp đạt được thụ dụng thật sự quan hỷ sự hỷ duyệt từ nội tâm lan tỏa ra ngoài thật sự quan hỷ đó gọi là Pháp hỷ Pháp hỷ sung mãn Thường sanh tâm hoan hỷ Sự hoan hỷ ấy Chúng ta gọi là sự dưỡng sinh của con người Là nhân tố quan trọng nhất trong phép dưỡng sinh Do vậy, cổ nhân đã nói Nhân phùng hỷ sự, tinh thần sản Suốt ngày từ sáng đến tối vui vẻ Làm sao thiếu tinh thần cho được làm sao người ấy chẳng khỏe mạnh quý vị khế nhập cảnh giới này sẽ quên mất tuổi tác quên mất tuổi tác thì tuổi thanh xuân tồn tại mãi tuy tuổi tác đã cao nhưng chẳng già thật đấy chẳng giả đâu con người già đi như thế nào Đến 50, 60 tuổi bèn già nua Là vì người ấy mỗi ngày nghĩ đến tuổi già Vừa nghĩ sẽ lập tức già đi Đặc biệt rõ rệt nhất là gì? Về hưu Trong quá khứ, nhiều đồng học bạn bè của tôi Lúc đang làm việc, giữ chức vị Họ chẳng nghĩ họ già làm việc vô cùng hăng hái vừa về hưu già rồi mới về hưu về hưu Bạn ngay lập tức nghĩ đến tuổi già hai năm chẳng gặp mặt hình như họ đã già đi cả chục tuổi cớ sao trở thành nông nổi ấy già rồi sẽ như thế nào họ nghĩ sẽ bệnh chỗ này đau đớn chỗ kia nhức nhối thường vào bệnh viện bệnh một thời gian đã nghĩ tới cái chết kết quả là chết thật họ đều khuất bóng rồi rất nhiều đồng học bằng hữu đều đã mất cớ sao mất nhanh như vậy tư tưởng chẳng đúng hiểu sai rồi những người bạn già này gặp tôi họ bảo hình như tôi không già vì sao không già chưa từng nghĩ đến già mỗi ngày nghĩ đến kinh bổn ta phải giải thích cho mọi người như thế nào giảng giải rõ ràng minh bạch những thứ trong kinh bổn chưa hề nghĩ đến già tuổi tác mỗi năm một tăng nhưng thật sự chẳng già Bất luận tinh thần hay thể lực dường như đều giữ nguyên tình trạng cũ. Năm 26 tuổi học Phật, mỗi năm đều giữ nguyên tình trạng như thuở 26 tuổi. Mỗi cá nhân đều có thể làm được như vậy. đây là phật pháp ban cho chúng ta lợi ích chân thật ngày hôm nay thời gian đã hết rồi chúng ta học tới chỗ này